những dấu hiệu cho thấy gan đang cầu cứu bạn thứ nhất buổi sáng sau khi thức dậy mà chúng ta đi tiểu nước tiểu có màu vàng nhạt thường thì khi mà gan bị bệnh nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa bilirubin từ đó sẽ làm tăng lượng bilirubin đi vào máu và nước tiểu vì vậy nước tiểu có màu vàng sọc thứ hai đó là chảy máu níu răng khi gan bị bệnh thì chức năng gan sản xuất các yếu tố đông máu bị giảm nên nó gây chảy máu nếu răng cái tình trạng này thì hay gặp phải ở những người bị bệnh gan mãn tính thứ ba đó là đau vai phải kiểu như là bị những cái khối u nó chèn ép cơ hoành hoặc dây thần kinh cơ kèm theo bên dưới phổi những dây thần kinh này nó kết nối với nhau và gây ra hiện tượng đau vai hiện tượng này nó cứ bị lập đi lặp lại nhiều lần thì chúng ta lên đi kiểm tra nhé thứ tư đó là hôi miệng vấn đề hôi miệng khi thức dậy vào buổi sáng là chuyện bình thường nhưng nếu mùi nó nặng và kéo dài cái khoang họng mình lên thì phần lớn là do gan hoạt động không tốt những người mà có chức năng gan kém suy giảm chức năng gan và cái ure và amoniac trong máu nó sẽ tăng dần lên từ đó nó sẽ bị mùi hôi cơ thể khi ăn uống vào không ngon miệng người hay mệt mỏi hay bị ngứa nếu như chúng ta đang gặp phải tình trạng này thì nên thải độc cho cơ thể và thải độc gan đặc biệt chúng ta lên thải độc đại tràng và ruột già anh chị em nhé